hello mọi người như một bạn Dũng Mai hay là Mai Dũng có đặt câu hỏi trên kênh YouTube của mình là về chuyện là sáng ra thì à, các bạn có cần uống whey protein hay không hay là uống whey protein sau khi thức dậy thì nó có mang lại những cái tác dụng thần thánh kỳ diệu gì hay không thì mình sẽ làm cái video ngày hôm nay để giải đáp những cái thắc mắc này và như thường lệ thôi các bạn hãy đừng quên cho Vincent một like một share cũng như là có câu hỏi nào hay comment bên dưới và mình sẽ bắt đầu cái video này ngay sau đây thôi sau khi ngủ dậy thường là hai thứ thì hiển nhiên sẽ xảy ra đó là một là năng lượng trong cơ thể sau 8 tiếng trao đổi chất đã cạn kiệt hai là cortisol cortisol ngủ dậy tăng cao và insulin đang khá thấp thì khi thức dậy thì nên uống quay ngay là tại vì cortisol thì sẽ tăng cao nên là vào buổi sáng nên là nó sẽ hạ dấp dần vào buổi tối và sau đó thì nó có những tác dụng bla bla thì mình sẽ giải đáp từng phần một là tại vì mình đọc một lúc thì mình cũng đã thấy hơi hơi bực mình rồi về những cái claim như vậy thì mình sẽ làm cái video này để giải đáp cho các bạn những cái kiến thức ở đây và một cái điều rất là quan trọng là các bạn sẽ có được những kiến thức hữu ích về cái chuyện là bạn nên uống quay vào buổi sáng hay buổi nào hay là uống quay vào buổi sáng hay những cái buổi nào thì nó có cái ích lợi gì hay không nó có cái tác dụng thần thánh gì hay không thì cái claim đầu tiên là năng lượng sau 8 giờ trao đổi chất là sau 8 giờ ngủ ấy thì đã cạn kiệt là một cái claim rất là stupid rất là vớ vẩn và rất là mang tính chất lừa đảo bán hàng ấy sau 8 giờ ngủ ấy các bạn không có sử dụng bao nhiêu năng lượng cả và lúc bạn ngủ là để cơ thể nghỉ ngơi hồi phục những cái cơ chế hồi phục những cơ chế nghỉ ngơi và thậm chí là những cái cơ chế mà giúp bạn xây dựng cơ bắp nữa nó cũng diễn ra trong lúc ngủ tuy nhiên nó không có tốn bao nhiêu năng lượng cả năng lượng cả một ngày của bạn 2.000 kcal bạn cần xài chẳng hạn thì buổi đêm ấy bạn chỉ mất khoảng 200 kcal thôi nên không có chuyện cạn kiệt năng lượng và cái chuyện ấy bạn cạn kiệt năng lượng ấy thì bạn chỉ có đai thôi bạn chỉ có đi bán muối hay là bạn đi bán ở đâu đó hay bạn đi Tây Phương Thỉnh Kinh chẳng hạn ấy chứ còn bạn không thể cạn kiệt năng lượng trong cơ thể bạn được nếu bạn còn sống các bạn phải biết như thế các bạn sẽ bị chết não chết tim trước khi các bạn kịp cạn kiệt về mặt năng lượng não của bạn nó thiếu chất dinh dưỡng hay là nó vào một tình trạng thiếu oxy gì đó thì chỉ vài phút thôi là bạn đã bị hôn mê và bạn từ đó là bạn đài và không hoạt động nữa chứ không phải là do các bạn cạn kiệt năng lượng mà các bạn phải hiểu như thế này trao đổi chất đấy là một cái diễn ra trong hàng ngày là tại vì cơ thể của chúng ta chỉ có hai quá trình thôi diễn ra song song là anabolic và catabolic đến lúc nào cơ thể chúng ta cũng phải trong quá trình trao đổi chất thì nó mới có thể có năng lượng để hoạt động được chứ không phải là trao đổi chất là một cái mà nó gì là khủng khiếp hay là cứ trao đổi chất là nó tốn kém năng lượng này kia nó không phải như thế trao đổi chất nó là một quá trình để cơ thể có thể hoạt động được cơ thể có thể sống được một cơ thể sống là cần trao đổi chất một cái chất hữu cơ hay một cái chất vô cơ nó không phải là một tế bào là tại vì nó không có trao đổi chất các bạn có thể hiểu đơn giản là như vậy Tiếp theo mà mình phải nói ở đây là tại sao người ta cứ hay đưa ra những cái claim này là thực ra người ta muốn bán whey protein thôi và người ta tạo cho bạn một cái cảm giác rất là pro science, rất là kinh nghiệm, rất là ghê gớm là sáng dậy mày không ngăn cái này cái kia là mày không thể chịu được hay là mày bị rơi vào tình trạng dị hóa cơ bắp rồi mày bị mất cơ rồi mày bị những cái gì khủng khiếp lắm nhưng các bạn phải hiểu như này nè không nhất thiết bạn cần phải ăn sáng cái mà ăn ba bữa hay sáu bữa hay năm bữa hay 10 bữa nó là những cái kinh nghiệm dân gian nó liên quan đến văn hóa nhiều hơn là giá trị thực tế về mặt khoa học cơ thể bạn nó chỉ cần ăn để cung cấp năng lượng chứ nó không cần ăn vào sáng trưa chiều tối các bạn có thể ăn một bữa như đạo hồi vào tháng ramadan hay các bạn có thể ăn những nhà sư quanh năm suốt tháng cả đời chỉ ăn một bữa vào buổi chiều thôi không ăn sáng người ta vẫn khỏe mạnh thậm chí là có những nhà sư còn tập luyện còn gọi là cơ bắp được nữa những nhà sư tập võ chẳng hạn người ta không ăn sáng cơ và các bạn biết là trong tất cả các tôn giáo thì đều khuyến khích là mình phải có thời gian là nhịn bữa sáng để tập trung đầu óc để cầu nguyện để đọc kinh để làm rất là nhiều thứ tại vì cái chuyện bạn ăn vào hay rất là nhiều cơ chế trong các bạn nó sẽ thay đổi và các bạn phải biết như mình đã nói về mặt khoa học hình thể ở một cái video trước đó rồi trong cơ thể bạn về mặt dinh dưỡng nó chỉ có hai cái giai đoạn thôi một là fast stay hai là fast stay tức là chỉ có hai cái giai đoạn một là trong cơ thể của bạn đang tiêu hóa thức ăn hai là trong cơ thể của bạn không tiêu hóa thức ăn đơn giản như vậy thôi chứ không có gì là ghê gớm mà là phức tạp là cái chuyện sáng là bạn phải ăn cái gì nó cá như mình đây này hai chục năm rồi từ khi mình biết tới cái môn này thậm chí là mình cũng không ăn sáng nữa đó mà mình chả sao cả mình chả có vấn đề gì mặt bệnh tật cả mà mình còn to như con trâu nữa mình phải nói thật là như thế để các bạn phải hiểu là những cách con xếp về mặt ăn uống như vậy là hoàn toàn là người để người ta bán supplement thôi chứ người ta không có hiểu gì về dinh dưỡng hay không có hiểu gì về khoa học hình thể về sinh lý học gì đâu rồi cái claim thứ hai này, cái claim là ở ngủ dậy thì cortisol tăng cao Thực sự là mình nghe thấy mình sợ luôn Mình, mình sợ, mình cảm thấy sợ khi mà cortisol mà tăng cao sau khi ngủ dậy ấy. Sau khi bạn ngủ dậy sau một cái giấc ngủ gọi là no say, ấm áp Nhiều khi là còn rất là nhiều thứ sung sướng nữa Thì bạn rất là đã sau khi ngủ dậy Và lúc bạn ngủ dậy đặc biệt là bạn là nam giới ấy là cái lúc mà testosterone của bạn tăng cao thì thực sự là bạn còn hứng thú bạn còn rất là phiêu rất là phê chứ không có chuyện là cortisol nó tăng cao là bạn sẽ bị sợ bạn sẽ bị này kia các bạn phải biết là cortisol là stress hormone là hormone cần thiết để cơ thể sử dụng phản ứng lại với stress hormone phản ứng lại với stress bên ngoài mới căng thẳng bên ngoài tất cả các loại căng thẳng từ cái chuyện là bạn bị ba mẹ chửi hay là từ cái chuyện bạn bị thằng nào nó đấm vào mặt hay là từ cái chuyện là bạn bị một cái bạn nữ nào nó bắt làm gì đó nó cũng gây lên căng thẳng cortisol là một cái hormone cần thiết để giúp cơ thể có thể gọi là energy mobilization tức là giúp cơ thể có thể điều hòa được năng lượng sử dụng năng lượng thì cơ thể cần cortisol còn cái chuyện nó tăng cao theo dạng là chronic ấy, tức là nó tăng cao theo dạng mãn tính là lúc nào nó cũng cao thì nó mới nguy hiểm và lúc nào nó cũng thấp thì nó mới nguy hiểm và một cái chuyện ở đây người ta claim mà mình thấy rất là buồn cười và rất là ngu ngốc ấy, là mấy cái người mà ghi ra những cái câu như vậy ấy, cái lập luận như vậy là những người không có kiến thức gì về mặt gọi là khoa học hình thể về mặt nội tiết hay là hoàn toàn không biết gì đâu họ chỉ google thôi là cái chuyện cortisol tăng cao vào buổi sáng sau đó hạ dần vào buổi tối thực ra cortisol nó sẽ tăng dần trong ngày khi mà mình phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài phải chịu những cái stress này stress kia đi học đi làm vận động tất cả mọi thứ nó đều gây stress cho cơ thể thì cortisol nó tăng 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 dần và nó tăng tới buổi chiều là cái lúc nó tăng cao nhất sau đó khi mà nó đã tăng cao quá rồi thì cơ thể nó sẽ phản ứng bằng cách là nó tiết ra những hóc môn điều hòa về mặt thần kinh đó là lý do tại sao buổi tối bạn lại cảm thấy buồn ngủ nhưng nếu buổi tối bạn không nghỉ ngơi chẳng hạn bạn uh, tiếp tục coi máy tính coi phim trưởng coi đánh nhau hay làm những cái động tác gì đó buổi tối rất là khủng khiếp thì thậm chí là bạn sẽ mất ngủ là tại vì cô chung nó sẽ căng tăng cao hơn và đó là lý do tại sao mà bạn thức khuya nhiều quá hay là bạn hoạt động về đêm nhiều quá thì bạn sẽ rất là mệt mỏi là vì như thế chứ không phải là cortisol nó sẽ tăng cao buổi sáng sau đó nó sẽ giảm nó không phải như thế cortisol nó sẽ tăng dần trong ngày rồi cái tiếp theo một cái claim cũng khá là sợ nữa mình đọc là mình cũng khá là sợ đó là uh, ngủ dậy thì insulin thấp trời ơi, ngủ dậy thì insulin thấp nhưng các bạn biết là ngủ dậy insulin thấp là bình thường là tại vì insulin là cái hormone để phản ứng với chuyện là bạn nạp tinh bột bạn nạp carbon hai chết hay là bạn nạp protein vào tức là bạn nạp thức ăn vào thì tuyến tụy nó sẽ tiết ra insulin và cái chuyện bạn ngủ dậy bạn không ăn gì thì chắc chắn là insulin nó sẽ thấp và thậm chí nó còn không có nữa chẳng hạn đây là một cái điều rất là bình thường nhưng nó không phải là insulin thấp thì nó sẽ gây ra cái gì gọi là khủng khiếp lắm và các bạn phải biết như này này insulin mà thấp thì bạn còn mừng ấy tức là lúc mà cơ thể bạn mà không có thức ăn mà insulin thấp thì bạn mừng bạn rất là mừng và tại vì đó là lý do mà bạn rất khỏe mạnh còn nếu mà bạn bụng trống ấy mà insulin của bạn cao ấy thì thứ nhất là bạn bị tiểu đường thứ hai bạn bị béo phì hoặc là thứ ba bạn rơi vào cái gọi là insulin resistant tức là insulin resistant là một cái tình trạng mà bạn bị kháng insulin thì khi đó bạn cũng bị tiểu đường và bạn cũng bị béo phì đến đây khi mà bạn dạy ấy mà bạn nghe thấy cái gì thấp hay là cái gì cao hay là tất cả mọi thứ liên quan hóc môn ấy các bạn phải hiểu rõ về cơ chế là tại vì nhiều khi ấy, bạn thấp hay bạn cao là lúc đó bạn đang khỏe chứ không phải là ngủ dậy insulin thấp là mình phải làm cái gì ngay không phải làm gì cả ngủ dậy insulin thấp thì làm ơn trời mừng sướng ấy khi mà người mà béo phì hay người mà tiểu đường đi mà người ta có cái nồng độ insulin mà thấp người ta đo được ấy thì người ta sẽ mừng rất là mừng và người ta sẽ cảm thấy là à, mình sống rồi chứ không phải là bạn ngủ dậy mình suy nghĩ thấp là bạn cảm thấy cái gì đó gọi là khủng khiếp lắm đây là một cái rất là hay được dùng tức là cái chiêu mà dùng khoa học để đe dọa tức là đe dọa những người không biết đấy để lừa đảo để bán hàng thôi chứ hoàn toàn nó không có cái gì gọi là về mặt khoa học về mặt lợi ích cả rồi cái tiếp theo là cái là à, uh, cortisol cao thì bản chất sẽ dự trữ năng lượng thành chất béo cái này thì mình có thể lên trong đầu là what the hell hay what the fuck ngay tức là cortisol là hormone để cơ thể phản ứng với cái stress chứ nó không phải là một hormone như là insulin insulin mới là hormone giúp bạn dự trữ gọi là thức ăn thành chất béo chứ không phải là dự trữ năng lượng thành chất béo năng lượng nó không phải là một khối một cục gạch giống như là suguku hay là vegeta gì đó ném vào mặt bạn được bạn không thể ném cục năng lượng cho thằng bạn bạn được hay bạn không thể ném cục năng lượng vào đâu đó nó kêu bong 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 được đó tất cả mọi thứ nó là từ những chất này chuyển sang chất kia và trong quá trình đó nó sản sinh năng lượng hoặc nó hấp thu năng lượng các bạn phải hiểu về mặt khoa học nó là như thế chứ không phải là uh, cortisol cao nó sẽ dự trữ năng lượng thành chất béo phải cái năng lượng nó là cái gì hoàn toàn là không có mối kiến thức gì về mặt khoa học mình thể cứ lôi ra những cái từ này để những cái bạn không biết ngoài kia các bạn nghe có thể là thấy là chuyên nghiệp lắm ở uh, thằng này nó biết về học môn này ở uh, nó hiểu về bản chất này rồi nó ở uh, nó dành cái chuyện là tích lũy chất béo này kia nó không phải như thế khi mà bạn dư cái gì đó về mặt thức ăn về mặt dinh dưỡng như là carbohydrate như là chất béo như là protein mà cơ thể nó không cần dùng ấy thì cơ thể mới chuyển cái đó thành axit béo chuyển cái đó thành triglyceride mà tích chữ lại chẳng hạn dưới cái adiposity của bạn thì khi đó mà bạn bị béo hay bạn bị tích mỡ đó là như thế chứ không phải là từ một cục năng lượng như này có thể chuyển thành cái gì cái gì cả nó cũng có như thế năng lượng nó nằm trong những cái thứ khác đó nó chỉ là một gọi là có thể tạm gọi là một cái đơn vị hay là một cái khái niệm để các bạn có thể hiểu được về cơ chế hoạt động của tự nhiên nói chung thôi chứ nó không phải là một cái mà bạn có thể bốc một cái cục năng lượng từ đây và ném hay là không có một hóc môn là có thể giúp bạn là chuyển cái năng lượng từ đây sang đây được nó không có như thế Tiếp theo là cortisol cao bản chất sẽ dự trữ năng lượng thành chất béo thì nó đã gọi là rất là sai quá là phát rồi đúng không? Nhưng mà cái chuyện tiếp theo nữa là phân giải amino acid thành gluco tức là gluconeogenesis thế thực ra nó không phải phân giải bạn định nghĩa đúng và mặt tiếng Việt đấy thì gluconeogenesis có nghĩa là quá trình tổng hợp thành gluco. Gluco là gluconeo là mới, genesis là tổng hợp là xây lên là tổng hợp là tạo thành thì gluconeogenesis là quá trình tổng hợp thành gluco từ một chất ABCD nào đó chứ không phải là quá trình phân giải amino acid và cái tiếp theo nữa là amino acid ấy thì nó bị phá vỡ nhưng mà nó hoàn toàn là bình thường cơ thể chúng ta chỉ có hai, hai quá trình thôi các bạn có thể hiểu như thế là à, anabolic và catabolic bạn không anabolic thì bạn sẽ catabolic nó đơn giản như vậy thôi và cái quá trình mà mình cần thiết là mình làm cho cái anabolic ray ấy, nó lớn lên hơn rất là nhiều và cái cơ bắp mình đạt được là do cái mức độ lớn đó thôi chứ không phải là mình triệt tiêu được cái này hay là triệt tiêu được cái kia các bạn phải hiểu một cái rất là nhiều các bên không hiểu rõ về điều này mà người ta cứ hù dọa bạn một cái cạnh là bạn bị dị hóa hay bạn bị phá vỡ này cả thì bạn bị phá vỡ bạn bị phân giải amino acid đi thứ nhất nó không phải là amino acid ở cơ bắp nó có thể là amino acid pool dự trữ ở chỗ này chỗ kia và ở những cái phần khác nữa nên là rất bình thường để cái chuyện là phá vỡ amino acid hay là cái chuyện là tổng hợp glucose tiếp theo là một cái claim đó là thay vì amino acid từ một muỗng whey vào cơ thì bản chất cơ thể đang chuyển hóa năng lượng đó vào máu thì mình đã nói rồi năng lượng nó không phải một cục gạch tức là bạn không có một cục năng lượng để bạn chuyển hóa cái gì cả bạn chỉ có chất này chuyển hóa thành chất kia và chất kia chuyển hóa thành chất này và trong quá trình đó nó có thể sinh ra năng lượng hay là nó có thể hấp thu năng lượng đó đó là một cái rất là đơn giản các bạn phải hiểu như thế giống như là bạn có adb ấy xong bạn mới cộng với lại creatine phốt phát trong một quá trình khá là phức tạp ấy nó mới thành ATP thì ATP nó hút năng lượng từ quá trình trước thì nó thành một cái phân tử cao năng lượng sau đó cơ thể muốn có năng lượng sử dụng thì cơ thể sẽ gọi là à, phá vỡ đi mình tạm gọi từ nôm na như vậy phá vỡ cái ATP để từ ATP nó trở thành ATP thì cái quá trình đó, nó nhả năng lượng ra và cơ thể nhờ vào cái cơ chế đó mà có năng lượng hoạt động chứ không phải là nó có một cục năng lượng sẵn mà không thể Rồi anh ơi chuyển năng lượng cho em em ơi chuyển năng lượng cho anh mà <laughs> không thể xảy ra như thế có thể truyền máu có thể truyền chất abcd nước miếng nước bọt gì chứ không thể truyền năng lượng được các bạn phải hiểu như thế nên đây là một cái rất là vớ vẩn là một cái rất là mình không hiểu tại sao người ta có thể đưa ra những cái khái niệm như vậy mà tất nhiên là người ta có thể đưa ra để bạn cảm thấy là à, người ta chuyên nghiệp hay là người ta hiểu rõ hay là tăng cái nguy cơ nào đó trong bạn lên sự sợ hãi trong bạn lên để các bạn phải lao tới các bạn làm những cái điều người ta muốn hay là phải lập tức mua sản phẩm này mua sản phẩm kia hay là xài này cái kia thôi đây là một cái cũng rất là bình thường nhưng mà mình cũng rất là anti cái chuyện này tức là khoa học không phải sinh ra để lừa dối hay để bán hàng khoa học sinh ra là để giúp ích và để giúp bạn có thể hiểu rõ được những cái khái niệm phức tạp một cách đơn giản nhất đó đó là cái khoa học nó phải như thế thì nó mới là khoa học chứ không phải khoa học đưa ra ở để bán hàng để mày phải cần cái này cái kia Ok đến phần này chắc là các bạn đã hiểu rằng là các bạn có nên uống whey ở buổi sáng hay không hay là à, uống whey ở buổi nào tốt nhất thì mình cũng đã nói rồi whey bản thân nó không cần thiết nó chỉ là một thực phẩm bổ sung protein tiện lợi để các bạn có thể à, lắc cái bình cái uống ngay còn bản thân nó không cần thiết nên dù các bạn có uống vào buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối các bạn có uống nó suốt đời uống nó một năm hay các bạn một ngày các bạn uống 100g từ whey hay này kia nữa tất cả những cái đó nó không có giá trị gì về mặt thay đổi hay là về mặt biến hình hay là về mặt là mang lại những cái gì đó để bạn có một cái kết quả khủng khiếp cả các bạn cần có một cái chương trình tập luyện bài bản khoa học tập luyện dinh dưỡng nghỉ ngơi lifestyle thì lúc đó các bạn có thể xài quay được và thực ra cái nutrition tham minh nó phải đi theo cái chương trình tập luyện của các bạn các bạn phải hiểu đơn giản là như thế tại vì ấy, các bạn có thể tập buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối hay thậm chí có những người tập đêm, thậm chí có những cái idol của các bạn này đa phần những cái idol của các bạn ấy, tập đêm rất là nhiều tại vì ban ngày người ta phải đi kiếm tiền, người ta phải bận rộn lịch trình rất là nhiều kia thì người ta rất là tập đêm thì sau đó người ta cũng quay vào tập đêm chẳng hạn thì lúc đó nó phải phù hợp với chương trình của người ta chứ còn cái tham timing ấy nó khá là phức tạp và nó đòi hỏi rất là nhiều kiến thức về mặt lên chương trình về mặt concept tập luyện nên là nếu mà các bạn đã không hiểu rõ thì các bạn đừng nên áp dụng hay các bạn đừng nên xài hay là các bạn nghĩ là nó sẽ mang lại những cái gì đó rất là khủng khiếp cả Whey nó chỉ là một sản phẩm rất là bình thường thôi và các bạn hãy cứ xài nó cái bình thường ngày một muỗng cũng được bổ sung nếu thiếu đạm thì thêm muỗng nếu thiếu nữa thì thêm hai muỗng nhưng đừng thêm nhiều quá đừng có bất kinh yêu như một cái video mình làm về những cái sai lầm trong cách sử dụng Whey protein thì các bạn có thể xem lại và một cái mình có thể mình nói ở đây thì nghe nó hơi quảng cáo đi nhưng mà các bạn nên xem nhiều cái clip của Vincent nhiều hơn để nắm rõ những cái nguyên lý căn bản trong cái chuyện tập luyện dinh dưỡng và nghỉ ngơi để các bạn có thể áp dụng được cho bản thân mình. Còn như một cái bạn có hỏi trên YouTube thôi thì mình cũng trả lời luôn là nếu mà họ là hãng whey nào tốt nhất ấy thì mình phải trả lời với các bạn ở hãng Vincent Whey nếu mà mình có làm whey protein thì mình sẽ nói với các bạn như thế còn rất là tiếc là mình không có làm whey protein mà mình muốn bán supplement nên hỏi cái hãng nào tốt nhất thì mình không trả lời được các bạn tại vì mình không có dùng được hết các hãng whey đâu mình cũng dùng whey rất là ít mình phải nói thật để các bạn hiểu như vậy mình không phải là một người xài supplement nhiều đâu mình chỉ xài vừa đủ thôi và xài nó một cách đúng và cần thiết thôi mình xin kết thúc cái video ngày hôm nay ở đây rất là mong các bạn đã có được những kiến thức hữu ích và mình cũng rất là mong các bạn xem được những clip này thì các bạn có thể có được những kiến thức hữu ích áp dụng cho bản thân các bạn là tại vì các bạn chỉ có một cơ thể thôi và các bạn chỉ có một cuộc sống để tận hưởng thôi nên là các bạn hãy tận hưởng nó một cách khoa học và hãy tiết kiệm thời gian, sức khỏe và tiền bạc để có thể tận thưởng cuộc sống tốt hơn. Nên là rất mong các bạn sẽ enjoy những cái video như này và đừng quên cho mình xin một like, một share subscribe nếu các bạn chưa subscribe là có câu hỏi nào mà kiểu dài dài như vậy các bạn cứ comment là tại vì dù các bạn có câu hỏi ngắn hay câu hỏi dài thì mình có thể nói rất là nhiều tuy nhiên mình thích những câu hỏi dài như thế để mình có thể phân tích để cho các bạn hiểu, để cho các bạn là Nắm được rõ vấn đề Để giúp ích cho các bạn rất là nhiều Thì Vincent xin chào Và xin hẹn gặp lại các bạn Trong những cái video tiếp theo